Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách mà người ta ươm sen vua vào trong chậu. Đó, các bạn thấy đây là những cái chậu sen vua đã được ươm những cái cây con vào rồi. Và giống sen này là loại cây cảnh đặc biệt. Nó cần những cái hồ rất lớn để trồng. Và sen này thì cũng nổi tiếng với cái chùa Lá Sen. Còn có tên khác là chùa Phước Kiển tại Nha Mân, Đồng Tháp. Và các bạn thấy đó, trong mỗi một cái chậu này là một cây sen. Và sen này thì nó là nửa sen nửa bông súng thôi, nên các bạn vừa nhìn thấy thì nó giống bông súng và cũng không có gì lạ cả. Đó, như cây này được 4 lá nè. Cây này thì 4 lá nhưng mà to hơn. Và các bạn xem bây giờ ươm sen vô nha. Đây là những cái chậu mà người ta đã ươm nè. Còn những cây sen giống thì nằm ở trong cái thau này. Những cây sen này thì nó nhỏ thôi. Và cái bí quyết để ươm á là rễ thì nằm trong bụng và lá thì tuyệt đối phải nổi trên mặt nước. Thì chỉ có vậy thôi, nó nói là bí quyết cho nghe ghi gớm chơi chứ nó cũng không có gì cả. Đây là cây nè, chỉ một lá và một cái bầu rễ. Thì bây giờ ta găm nó vào đây. Rễ nằm trong bụng và lá nằm trên mặt nước. Và đó là hai cái điều kiện quan trọng nhất. Và hôm nay thì chúng tôi ươm khoảng mấy chục cây. Thì bây giờ là một cái đợt ươm lớn nhất từ xưa giờ. Bởi vì từ trước đến nay thì cái đợt nhiều nhất thì cũng chỉ có mười mấy cây thôi. Và hôm nay thì số lượng lên đến 50 cây. Một cái số lượng chưa từng có so với tất cả những đợt trước. Và hôm nay thì chúng tôi ươm vào những cái chậu nhựa đã được để bùn sẵn phía bên dưới. Và nước nhiều quá thì chúng tôi đổ ra bớt, để cho lá nó nổi trên mặt nước. Còn nếu như nước nhiều quá thì nó sẽ bị hụt. Rồi bây giờ các bạn hãy xem những cây sen vua khổng lồ ở dưới ao. Và chúng tôi sẽ kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau.